Nhằm động viên khích lệ các em học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện, tại tỉnh Hòa Bình, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học vừa qua cho con em cán bộ công nhân viên đang công tác tại Tổng công ty Sông Đà. Liên hoan gặp mặt và tuyên dương học sinh giỏi Tổng công ty Sông Đà là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm biểu dương những gương học sinh xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Đồng thời, đây là dịp để gặp gỡ, cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, các ngành đoàn thể trong năm học vừa qua đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ Sông Đà. Đây cũng là dịp để các em học sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập để có phương pháp học tập đạt hiệu quả cao nhất. Tại lễ tuyên dương, 70 em học sinh đại diện cho hơn 1.500 em học sinh của con em cán bộ công nhân viên Tổng công ty Sông Đà đã nhận được quà và giấy khen do Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trao tặng cùng nhiều phần thưởng có giá trị. Từ cái phần thưởng của Tổng công ty trao tặng thì em tự hứa rằng là sẽ phấn đấu tốt hơn để giành được những giải thưởng lớn hơn. Hiện tại thì bố đang công tác tại công ty Sông Đà và em mong muốn là sau này ra trường được làm việc dưới cái mái nhà Tổng công ty Sông Đà giống như bố em ạ. Chương trình tuyên dương học sinh giỏi của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà thì tính ra đến nay chúng tôi đã chúc được khoảng gần 20 năm. Thì đây là một trong hoạt động rất truyền thống thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty cũng như là của Đoàn Thanh niên Tổng công ty đối với thế hệ non thanh niên học sinh của cán bộ công viên, cũng để hưởng ứng các vấn đề quan tâm giáo dục thanh niên liên đồng do Đảng và Nhà nước triển khai trong nhiều năm qua. Em Cao Quang Minh, học sinh trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, vừa qua đã đạt huy chương vàng trong cuộc thi đề tài khoa học quốc tế INTAC tại Ba Lan. Em là một trong 10 học sinh sinh viên tiêu biểu trong lễ tuyên dương của năm nay. Minh cảm thấy rất vui mừng và xúc động. Vì đây là lần đầu tiên em được tuyên dương trong số 70 bạn, thì vậy nên là em sẽ cố gắng để lần sau em sẽ tiếp tục được tuyên dương như này để em có thể tự hào về bố mẹ và mọi người. Nằm trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh đã đến thăm nhà máy thủy điện Hòa Bình trên dòng sông Đà. Ngoài việc cung cấp điện năng cho cả nước, công trình thủy điện Hòa Bình còn là một địa điểm tham quan hấp dẫn đối với nhiều du khách trong những năm gần đây. Tại đây, các em học sinh tiêu biểu đã đến dâng hương và báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghi trên đồi Ông Tượng bằng đá granite cao 18m, thăm nhà truyền thống nơi lưu giữ bức thư thế kỷ gửi thế hệ mai sau, đài tưởng niệm những công dân Việt Nam và chuyên gia Liên Xô hy sinh trên công trình thủy điện. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần hiếu học, phấn đấu rèn luyện của các em học sinh trong năm học mới, là dịp để ban tổ chức tập hợp và giáo dục lý tưởng sống cho các em học sinh, qua đó bồi dưỡng và phát triển thế hệ tương lai cho Tổng công ty Sông Đà.